Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận phối hợp với trường Mầm non Phan Thiết tổ chức chuyên đề Tôi yêu Việt Nam với các hoạt động bé vui giao thông dành cho trẻ mầm non. Đây là chuyên đề được tổ chức thí điểm và có sự tham dự của đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên mầm non ở các huyện, thị xã, thành phố. Sau phần thể dục buổi sáng trên nhạc nền sôi động, các em nhỏ bước vào hội thi bé vui giao thông. Hội thi gồm 3 phần: phần rung chuông vàng, bé trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo, tín hiệu đèn giao thông đường bộ; phần thi tài năng, cách ứng xử của trẻ và an toàn giao thông qua những tiểu phẩm, kịch bản; và phần thi thực hành an toàn giao thông. Các phần thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, là sân chơi thực sự bổ ích, giúp các em có được trải nghiệm thực tế khi tham gia các hoạt động tập thể. Bé rất là hào hứng và rất là tích cực tham gia trong hội thi suốt 3 phần thi rung chuông vàng và phần thi tài năng cũng như là cái phần thực hành sa bàn ở trên sân. Thì bé nó thể hiện được các cái kỹ năng rất là tốt, và qua cái những cái phần thi thì bé nó được bồi dưỡng những cái kiến thức về an toàn giao thông và khắc sâu được những cái an toàn giao thông khi mà bé phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Chuyên đề Tôi yêu Việt Nam được tổ chức tại các cơ sở giáo dục mầm non sẽ giúp trẻ hiểu biết và dần hình thành thói quen, hành vi ban đầu trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Qua đó giúp trẻ tự tin mạnh dạn khi tham gia hoạt động tập thể, góp phần phát triển trí tuệ, hình thành kỹ năng sống tích cực, đồng thời giúp cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục về an toàn giao thông cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương. Sau khi được tổ chức thí điểm tại trường Mầm non Phan Thiết và trường Mầm non Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, ngành giáo dục sẽ triển khai rộng rãi đến các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Đại diện ban hội cha mẹ học sinh của trường cũng đã kết hợp với trường tuyên truyền bằng các hình ảnh pano áp phích ở trong khuôn viên trường và hỗ trợ tuyên truyền qua ghi hình video hoặc là các bài nhạc hướng dẫn về an toàn giao thông cho các bé hàng ngày. Sau khi mà tiếp thu cái chương trình Tôi yêu Việt Nam hai ngày hôm nay, thì Đức Linh của chúng tôi sẽ về thực hiện theo cách là chúng tôi sẽ thực hiện thí điểm trên 2 trường để mà các cái đơn vị còn lại sẽ tham gia rồi để xem và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Sau đó là chúng ta sẽ triển khai đến tất cả các trường còn lại. Năm học này, Bình Thuận có 181 cơ sở giáo dục mầm non, gồm các trường công lập và tư thục với khoảng 60.000 trẻ. Song song với thực hiện chuyên đề Tôi yêu Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 và chuyên đề phòng chống bạo hành trẻ em trong trường mầm non.